Hey, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình đến mọi người nữa một clip đi cắm câu mọi người. Giờ này thì cũng đã tối rồi. Mình đi cắm dài dài với mấy sông mọi người. Thì tối hôm nay cũng tầm mấy giờ ta? Coi. 5 giờ rưỡi rồi. Đây thì mình cắm với mấy cỏ dài dài với mấy sông nè mọi người. Đây là sông luôn. Nãy giờ mình cũng đã cắm mấy cần rồi. Mình có đây máy quay kia nhưng mà mình quên đem dây ở đây quá mọi người. Giờ phải quay tạm bằng điện thoại. Đấy. Điện thoại thì nó có rung có lắc hay lung lắc thì mọi người thông cảm nha. Đó, thì mình cắm mời dung nha mọi người. Đây. Bây giờ mình không có đem máy gì quay hết trơn. Không có đem dây đeo thì chút mình cấm hết rồi mình chạy về lấy dây đeo. Tới chừng mình thăm mình sẽ dính thì mình ấy cho mọi người nha. Đây thì đây là mình cũng có đặt một vài cái lờ nữa mọi người. Lờ này đây có dính cá nè, hai con thắt lát con nè. Thì mình đặt lại đây đi, khi nào mai mốt mình đi thăm 2-3 ngày mình mới thăm mọi người. Đây đi thăm câu luôn mọi người. Rồi. Sấy rồi mọi người. Nè. Chính con thắt lát nhỏ mọi người. Con thắt lát đồng. Nhìn thấy không? Dưới đây có cần không dính hay không. Không, còn nguyên màu nữa. Đây thì trong cục sậy này cũng có một cần. Còn nguyên màu nữa. Dưới đây có một cần. Ôi ôi dính con thắt lát nữa cho mọi người. Mình thấy nó dính không? Dính thắt lát chút xíu rồi. Dính thắt lát trắng. Thắt lát đồng. Dưới đây cũng có một cần nữa mọi người. Ôi sao cái đọt ướt rồi ta. Còn cá không? Nó có đọt ướt mà không thấy cá. Ừ, còn cá, còn cá. Còn cá mọi người, còn cá mọi người. Ok, ok, ok. Không biết con cá gì. Nhỏ nó lên đi mọi người. Để ngồi nó xảy, không biết con cá gì đây. Cầm là trúng quá. Như con cá trê mọi người. Đây. Nó cá trắng nha mọi người. Con cá trắng nó bự nè. Nãy mình dở mình lên. Thấy gung quá không dám dở lên luôn. Sợ nó rớt. Bây giờ mình dở mình đem nó vô. Bỏ nó vô túi mọi người. Cá chê nữa. Còn này nữa là hai con cá chê nha mọi người. Mấy chục cần mà nó giờ dính như cái. Con này chê trắng. Rồi mình gỡ mình sẽ cắm mồi lại đó mọi người. Mình cắm lại sáng mình đi thăm tiếp. Hy vọng là sáng nó sẽ dính. Cái này sấy vậy mọi người, còn bọt luôn rồi. Rồi nó lôi ra đây. Kiếm hết mồi. Mình thay mồi. À bên đây còn cần nữa, đưa ra thăm thử.
Rồi hết mồi, các con đĩa hết mồi nè. Đi đây vòng vòng đây một cấm. Đi đây có con cừng nữa nè. Không dính còn mời nguyên. Rồi dưới đây cũng có con cần nữa nè. Rồi cũng còn mời nguyên nè. Đây mình cũng có cắm cái cần dưới mép dưới đây một cần, không biết có dính không. Ê ê ê, dính gì mọi người, cái dịp dịp kìa. Mày lôi rồi nè, không dính không sảy thôi, sảy rồi nè. Còn miếng mồi cá đây nó khô, cái cắm này dạo này ít cá không. Đâu rồi, trong đây cần này bắt kêu hoàn toàn rồi. Trời ơi, nó lôi nè. Trời ơi, thấy sao không, lo chìm lúm luôn rồi. Còn không trời, thấy nó gà chín ngắt rồi. Mình đi kiếm một con cá luôn. Thấy nó im rồi, sao không đẩy vô vậy trời. Dính cái con hàng khủng à, hàng lạ rồi. Giờ mình cho nó trắng. Con lươn, những con lươn hàng chỉ nó lo dữ mọi người. Lươn bự á, lươn có 300g á. Còn sống luôn nè, nè nó còn sống rồi. Nó còn ngoan ngoe luôn nè. Mình gỡ nó ra luôn, nó mới có gừng ngợp mà. Nó yếu rồi. Chứ con này nó còn mạnh chứ chừng. Nó lòi sảy luôn rồi. Bỏ nó vô đây đi. Cái con lươn này nó ăn trùng luôn ta nè. Hên là cái động đây này nhỏ xíu, nó không đứt đó mọi người. Móc trùng lại cắm tiếp, sáng mình thăm mình kiếm cá. Mình tính được con cá gì bự dữ, nó chìm con câu mình luôn. Vô mình không thấy con câu đâu luôn mà sợ thiệt. Tính được con cá bự ai vậy, dính lươn rồi. Cắm lại tiếp tục này, chỗ này chắc mai mốt mình mua cắm lươn mình đặt quá. Bây giờ con cần con mồi đây cũng con cần ghê, thì tụi mình ướt ướt nhẹp lại, ướt nhẹp lại, ướt nhẹp lại, ướt nhẹp lại. Cái gì bự lắm, con cái gì mà nó lòi không đó hả, chi con gì á, con gì dập tép vậy ta, nhổ luôn rồi. Đụt đó, nó chạy chưa. Ui, con sắc lát. Dính con sắc lát trắng luôn rồi, bằng bàn tay luôn nè. Thì mình gỡ luôn nè. Rồi, từ này lên. Nó chìm nữa rồi. Nó lúc đầu lúc đọt luôn mọi người. Nè, nhìn thấy chân cao mình không? Nè. Em gu nữa nè, mẹ dính con lươn nữa kìa. Đây cái chơi đây, còn dính cá, còn dính cá, còn dính con cá chơi. Chơi bự lắm mọi người nè. Vô mánh nè, mấy cái chơi có rất lát gì cũng có mồi ăn này, có đồ ăn này. Lúc giờ mình sẽ đổ ra cho mọi người xem, mình cắm tới 50 cần.
Lượt vô nãy giờ dính có 7-8 cân, chục cân gì. Chung mà cá không nhiều mà. Nhưng mà lại chừng nào lấy nó lôi chìm chìm vậy là mình thích à, mình phái hoặc sảy cũng được. Để lôi chìm là tỷ lệ dính cá bự nó cao. Sáng sẽ dính rồi. Các con ghĩa hết mồi. Góc mồi lại thì dọn sáng nó dính. Nó có lắp tắp nhóc chân mà nó không, cái lắp nó không ăn rồi. Đang mập đầu nhưng mà sấy rồi nè. Các quán tre, quán tre sấy rồi nè. Lấy mồi móc lại.